Vào sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị chất vấn của tác giả Thanh Mai đã trên trang Facebook cá nhân vào ngày 8 tháng 8 về việc ai là người chịu trách nhiệm cho việc cách chức hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng của giáo sư Lê Vinh Danh dẫn đến tình trạng sa sút tệ hại của ngôi trường này trong 2 năm qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ cách chức giáo sư Lê Vinh Danh, ai chịu trách nhiệm? Giáo sư Lê Vinh Danh là một tiến sĩ bên tay về và là nhà giáo ưu tú của Việt Nam. Năm 2007, ông mới về làm hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng là thi cơ sở vật chất và danh tiếng của trường là con số 0. Bằng quan hệ, ý tưởng và tài năng của mình, ông cùng với các giảng viên đã xây dựng ngôi trường thành trường đại học uy tín nhất Việt Nam, cũng như thu hút nhân tài về với nhà trường. Sau ngày ông về, chính phủ cho trường ông cơ chế tự chủ và thí điểm tự bầu lãnh đạo, trường hoàn toàn tự chủ, chủ mà không dùng ngân sách. Sau chục năm xây dựng gắn bó, trường đại học Tôn Đức Thắng có thời điểm lọt vào top 2 đại học tốt nhất Việt Nam và top 250 đại học phát triển bền vững nhất thế giới với nhiều công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học lừng danh thế giới. Trường đã hoàn thành tất cả mục tiêu mà giáo sư Lê Vinh Danh đề ra sớm hơn 4 năm so với dự kiến, trong đó có mục tiêu lọt vào top 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Sau khi đã có tiếng vàng cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại quy mô, ông bị liên đoàn lao động tranh chấp quyền chỉ huy trường đại học Tôn Đức Thắng. Họ đấu tố ông. Giáo sư Lê Vinh Danh cũng vào đèn như tổ chức cá nhân chính trị bởi ông có tư tưởng cấp tiến muốn thay đổi xã hội kết quả là ông bị cách chức năm 2020 những mục tiêu tiếp theo của giáo sư từ đây đã chấm hết vào năm 2020 trong buổi chất vấn của quốc hội đại biểu lê thành vân đã chất vấn phó thủ tướng vũ đức đam rằng việc cách chức hiệu trưởng lê vinh danh có đúng quy định không phó thủ tướng đã trả lời vòng vo tam quốc mà không đi vào trọng tâm sau khi bị Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm thì Ngài Đam đã nói các chức không đúng quy định. Không đúng quy định, nhưng người ta vẫn cắt chức và hớt ông ra sau bao năm ông dựng xây mái trường. Chuyện chắc chỉ có ở Việt Nam, giữa quốc hội nói không đúng quy định, nhưng không ai phục chức cho ông ta. Không khởi tố những người lợi dụng chức vụ quyền hạn lâm trái quy định nhà nước gây thiệt hại sau khi giáo sư Lê Văn Danh rơi trường đại học Tôn Đức Thắng mà sang làm cố vấn cho trường Văn Lang. Sau khi ông ra đi trong vòng 18 tháng qua, trường này đã bị rớt 200 hạng trong bảng xếp hạng The Impact Rankings của thế giới, hơn 400 thầy cô giáo nghỉ việc, trong đó có hơn 200 tiến sĩ xin nghỉ ở trường. Về nghiên cứu khoa học, năm 2020, trường đại học Tôn Đức Thắng đóng góp 1 phần 5 số công bố quốc tế về khoa học trên cả nước. Vâng, một trường đại học chiếm 1 phần 5 công bố khoa học của cả nước sau khi giáo sư ra đi, thì năng suất công bố nghiên cứu quốc tế của trường chỉ còn chưa đến 15%. Ai phải chịu trách nhiệm cho hậu quả trên? Luật pháp nước ta kiểu gì mà ngay tại Quốc hội Phó Thủ tướng khẳng định không đúng quy định, nhưng không phục chức, không kiểm điểm ai đó và rồi mọi việc cứ thế chìm xuống.